Dạ, thân chào chị các bạn. Hôm nay mời chị các bạn ta cùng diêm ngắm hoàng hôn khu vực ở bên dòng sông Vàm Cỏ Đông chị các bạn. Khu vực này cái nhánh sông đang chạy ngang địa phận của tỉnh Tây Ninh. Từ nước bạn Campuchia thì sông Vàm Cỏ chạy ngang khu vực nhánh Đông á, là ngang huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và phía dưới là Bến Cầu và đi xuống phận của tỉnh Long An. Thì chiều nay hoàng hôn khá là đẹp bên cái dòng sông Vàm Cỏ như các bạn. Nên dành chút thời gian mà chị các bạn ta cùng ngắm hoàng hôn bên dòng sông. Dạ, cảm ơn cho các bạn đã cùng diêm ngắm hoàng hôn bên dòng sông Vàm Cỏ Đông. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị các bạn rất là nhiều.